Dạ xin chào hai MC của chương trình. Em tên là Trịnh Thanh Long, năm nay 29 tuổi. Hiện tại là nhân viên kỹ thuật bảo hành máy tập gym thể thao rồi. Thế còn em? Em tên là Trần Thị Mộng Tuyền, năm nay em 28 tuổi. Thì em là huấn luyện viên aerobic. Huấn luyện viên aerobic. Em thấy cái dáng anh tập aerobic được không em? Dạ được, chắc là hết bụng được anh. Thôi thôi, chỉ hả? Được đó nghe. 10 năm. Bên này là bảo hành máy tập thể dục. Đây là aerobic. Chắc chắn các bạn phải quen nhau ở trong một cái phòng tập gì đó đúng không? Tụi em là quen nhau trước đó mấy năm rồi. Rồi đó trật nữa thấy chưa? Cái mỗi lần mà ông Thuận không đoán trật cái tôi đã sao đâu. Ở quen nhau sao đâu kể nghe chơi. Chuyện cũng ngắn gọn lắm thì cứ mỗi lần mà tới cuối tuần á là công ty em tổ chức cái chương trình hát karaoke để phát cho toàn thể công ty nghe này đó. Thì em là người chuyên cứ tuần nào cũng đi hết á. Dạ. Thì có một nhóm nói là có con bé này cũng hát hay lắm. Có gì anh dắt lên hát chung đi nọ thì mình cũng đâu biết ai đâu thì hồi ra mới là con bé này lên. Rồi hai đứa lên sao? Khi em lên em chỉ cố tình gặp ảnh thôi chứ sao em không muốn hát hồi á. Là em đã kết ảnh trước rồi đúng không? Đúng rồi, tại vì nghe nói là ảnh hát hay, thứ hai là tóc tai của ảnh lúc nào cũng một bên thì chấn cao lên, một bên thì tóc dài thòn, lúc nào cũng vú keo, thấy ảnh rất là gọn gàng. Thì nghe ảnh hát hay nữa thành ra em muốn theo ảnh vô sẵn xin số điện thoại của ảnh luôn. Đến đó là chỉ có mục đích là đến để mà gặp ảnh thôi. Lấy số điện thoại. Dạ đúng rồi, lấy số điện thoại là mục đích chính của em. Còn anh này có biết cái mục đích của vợ không? Em thì chỉ nghĩ là có bạn mới lên hát chung với mình cho vui thôi chứ mình cũng không biết để ý gì mấy. Rồi em có thả tính không? Dạ có anh. Em nói ảnh là cho em mượn máy để em gọi về nhà cho em. Thật sự là em lấy máy anh em đá số qua thôi. Rồi em mới ngồi xíu, anh hát xong em đi ra. Lúc em ra thì em giả bộ em chuột chân, có ảnh có phản ứng là anh có ra anh đỏ em không? Thì giờ em chuột chân cái ảnh ba em ra đỏ liền như là. Ủa, có quay một vòng không? Không có thẳng bạn tới đâu anh ơi. Rồi bao lâu thì hai bạn mới quen nhau? Em nhớ chính xác là 29 tháng 9 năm 2012 là hai tụi em gặp nhau là yêu nhau luôn á. Là ngày trung thu luôn á. Là lúc đó là em có bồ chưa? Chị hỏi đúng rồi nè. Lúc đó có. Có bồ. Dạ. Mà coi như là vẫn dạ. Tiếp nhận là luôn. Bắt cá hai tay. Dạ đúng rồi. Bao lâu thì em mới biết được là ổng ngoài mình ra ổng còn một người nữa? Chắc là khoảng 6 tháng đó anh. Là em biết, em mới lên kế hoạch. Chút ảnh rượu sai, thành không biết uống rượu được. Anh uống chừng một lọt chai là anh quắt rồi. Bữa đó rượu anh đi ăn chân gà nướng ở ngay là đường anh. Uống rượu mà rượu gạo nữa. Em với anh uống nửa xị. Rồi em mới hỏi cái chuyện con bé đó làm sao sao đó. Mà ngờ đâu anh không có sai. Mà anh còn còn đè không tới tóc em á. Cái bữa đó là thất bại chàng chề luôn. Rồi cái lần hai có bắt được con cá kia không? Em cho anh có thời gian á. Ý là em không có nói, nhưng em chỉ nói là anh cố gắng giải quyết câu chuyện của anh đi. Anh có nói là em đó là em gái thôi chứ không phải là người yêu. Em cũng tin là chuyện đó nhưng mà em vẫn nghi ngờ con gái nhạy cảm lắm. Thì một năm sau thì cái hôm đó là em thấy là bé đó nhắn tin cho ảnh nhiều quá. Mỗi lần đi chơi là ảnh cứ đi ra xa không à. Bỏ đi nửa tiếng đồng hồ có quay lại. Ảnh nói nghe điện thoại bạn nó chỉ tới nửa tiếng đồng hồ. Rồi em giải quyết làm sao để mày dứt điểm luôn. Thì cuối cùng là mọi chuyện thì nó cũng đâu vào đấy, nó cũng dứt điểm luôn. Thì lúc đó là bé cũng từ bớt liên hệ với em lại. Từ đó là hai chồng là cứ quen tới lúc cưới. Rồi cưới nhau xong về rồi em còn bé nào nữa không? Còn anh nhưng mà lẻ tẻ lắm. Anh lẻ tùm lum lắm rồi. Không chính thức. Nói chung là anh thả thính không có kiểm soát luôn. Thả thính không biết là đang thả thính nữa. Tức là sao? Là em cứ thấy phụ nữ là thả thính là hay sao? Đúng rồi chị. Không cần biết người đó là như thế nào. Chỉ cần biết là thấy phụ nữ là phải thả thính. Thả thính thì sao thôi, nói chuyện nghe rồi chị. Anh giới thiệu đi anh. Cái này là bản năng của anh á. Tôi không có thả thính được nè, tôi thả. Nhưng mà thả sao chứ? Ví dụ như mình phải thì... đối tượng nó phải đúng điện với mình mới thả thính được chứ. Mấy lần tôi cũng thả thính thử. Nó rớt thính hoài. Thì nhắn tin chat chít đồ này nọ đó. Đôi lúc thì em giấu vợ em tại em ham vui. Nhưng mà sau này công nghệ nó hiện đại quá, nó cao quá. Cũng không qua được, bả còn tài cao hơn mình nữa. Trời ơi, chung tài khoản hai lao là cái gì cũng qua chứ. Vậy là cái năm đầu là năm thả thính đó phải không? Đúng rồi chị. Rồi bắt đầu tu từ lúc giữa năm hay cuối năm? Hay là đầu năm thứ hai? Cũng thả chị, nhưng có điều là không có nhiều lúc trước. Ý là thả một cách nhẹ nhàng thôi chứ không phải là thả mà lâu ngày. Chứ thả 2 giờ thôi. Thả. Ví dụ như gặp cái bé đó đi ngang qua đường, anh có phải thả một cái mặc dù không biết gặp nữa hay không? Vui dẻo ghẹo chơi cho sướng miệng. Hoặc là khen bé là hot girl, hoặc là ba là chụp hình với bé xin tốt này nọ, ý là anh hay vậy lắm. Ồ vậy đó mà đi với em cũng như vậy luôn. Đúng rồi chị, đi với em hai đứa ngồi chung một cái con thuyền đi chơi á. Cái thuyền kia bạn bé kia cũng đi ngang qua em, mà trong khi không biết người ta là cái gì hết mà quay là chào em hot girl nha, chụp hình được không em, rồi trên Facebook lưng bé kia cũng trả lời là em nick anh là cái gì, trong khi bé không biết em là vợ của ảnh. Em cũng hơi bực mình chút. Em có biết là vợ mình khó chịu về những chuyện đó?
đôi lúc cũng biết mà do cái tật của mình khoái cho mình vui một cái, mình ghẹo cho mình vui một cái tự nhiên có lần nào hết. Vợ em cứ như là phản ứng có trên thật, đôi lúc là kịch liệt luôn á, đôi lúc đó em chỉ đứng hình, im lặng đứng hình, đúng mà em. Xong rồi lần sau lại tiếp tục thả nữa. Có cái vụ thả thính nào mà nó bự thật bự mà nó làm ảnh hưởng tới cái đời sống vợ chồng của em? Dạ có, thì lúc đó ảnh thì thả cái bạn trong nhóm của em, nói chung là em xem bé đó là bạn bè bình thường thôi. Ảnh thì thả thính bé đó, thả thính xong anh còn nói với em nữa, anh cứu bé đó được không? Em nói là bạn của em, anh làm sao thì làm. Chừng tuần hai người nhắn tin nhau hoài luôn, cứ 11 giờ 12 giờ đó là nhắn tin cứ cực khúc kích hoài à. Em nói bạn bè nhắn tin gì tới 11 12 giờ đêm. Cái một tuần sau ổng đi công tác ở Campuchia, em thấy lo rồi. Cái em lấy điện thoại của ổng liên kết với máy tính của em á, qua đường link á là Zalo của ổng á, là ổng nhắn tin cho bé đó em đọc hết. Sáng sớm mới 6 giờ bước ra khỏi nhà là ổng nhắn tin cho bé đó rồi, chụp hình tự sướng nữa. Anh đang uống cà phê một mình em đó, tối đó hai nhắn tin tới 12 giờ đêm, em đọc hết luôn, lúc em khóc quá trời luôn. Có khoảng 1 giờ sáng em nhắn tin cho ảnh, anh nói anh tính sao, em thấy đọc tin nhắn của anh hết rồi đó. Em chụp hình màn hình là em gửi cho anh coi á, anh cứng họng không nói được gì em hết. Nói chung thời điểm đó là em cũng bị hất giọng, tại vì cái chuyện tình cảm không biết đâu mà anh xem trọng cái chuyện đó quá. Lúc đó em bị nghỉ việc thất nghiệp ở nhà, em bị áp lực á, giống như mình không có việc làm ở nhà, chồng mình lại thả thính ở ngoài nữa. Thành ra nhiều khi em suy nghĩ là chắc chồng em chán ghét em sao em cũng không biết. Lúc đó em thời gian đó sụp đổ nhiều nhất cái gì. Lúc đó em có nói với chồng em tất cả suy nghĩ này không? Em có chia sẻ nhiều, em có nói nhiều, chứ em cũng khóc nhiều nữa. Nhưng mà có lẽ là anh hiểu những điều em nói rồi, anh tạm ngưng nó rồi, nhưng mà cái chuyện đó anh cũng không bỏ qua được. Nhưng nó chỉ bớt thôi chứ nó không, nó vẫn tiếp tục như vậy. Thì cái chuyện đó là lớn nhất từ đó giờ. Rồi em cảm giác là em sẽ chịu đựng được cái này trong bao lâu? Đó. Chắc em không chịu đựng nổi, tại vì thật sự là cái nào cũng như là một mình có một cái mức giới hạn nào đó. Mà khi mà mình vượt quá em sẽ bùng phát lên. Thật sự là em cũng muốn nhờ chương trình giúp đỡ cho em với ảnh. Thật sự là em cũng nói hết lời rồi. Em có hiểu được cái điều mà vợ em đau khổ? Có chứ. Thì em sẽ là dần dần em khắc phục lại cho cái tật của em. Tại cái tật của em nó bị ngấm từ xưa, thì bây giờ mình phải cố gắng khắc phục từ từ. Giống như ảnh, em thấy em dễ dãi quá, ảnh làm tới sao anh ơi. Còn một tật xấu của em muốn chia sẻ luôn là em muốn anh khắc phục thiệt khắc phục nhiều hơn nữa là ảnh ra đường á là ảnh hay bạo lực lắm. Ai quẹt xe với ảnh là bắt đầu ảnh xuống xe, ảnh bắt đầu chặn đầu đánh lộn rồi đó. Em mệt mỏi tính cách này, nhưng mà ảnh không đánh em, chỉ đánh người ngoài thôi. Chưa bao giờ đánh vợ? Chưa bao giờ đánh vợ, bạo lực người ngoài có. Đó là hai cái mà em cảm thấy bất lực nhất anh, bất lực nhất. Lại không thay đổi được chồng của em. Và cái điều mong muốn của em đối với chồng thay đổi cũng là hai cái điều đó. Ồ, chị hỏi em nè, một lúc nào á mà em phát hiện là vợ em á cũng giống như em á, thả thính với một người đàn ông nào đó, thì em có hình dung được là lúc đó em sẽ như thế nào? Lúc đó chắc em cũng như vợ em vậy đó, bực mình khó chịu đồ này nọ, bắt đầu phải tìm ra nguyên nhân phải làm sao. Có khóc đó. Không? Em thì ít khi nào mà ấy lắm, mà khóc toàn là trốn mình không à, chứ không cho người ta biết. Thì vợ em cũng vậy mà, vợ em cũng giấu cảm xúc của cổ mà, cổ đâu có cho em thấy là cổ khóc đâu, đúng không? Đôi lúc cổ khóc la sùm trước mặt em, chửi em luôn. Rồi á, có khi nào em nghĩ tới là một lúc nào đó em sẽ mất vợ em không? Có bao giờ em nghĩ tới điều đó không? Có chứ chị. Tại vì trên đời đâu mình đâu đoán trước chuyện gì đâu. Thì khi mình mới ngồi đây ngày mai không thấy mình đâu, chị hiểu rồi. Đó thì em đang cố gắng cải thiện lại cái cách ứng xử của em với vợ này nọ. Thì em đang học từ từ nè chị, đang học từng ngày luôn á. Mà có điểm chia sẻ là ảnh phải thính với người ngoài được, chứ em không thể thính với em. Không giờ, từ lúc quen nhau tới giờ là chưa giờ thả thính em bao giờ hết á. Chưa giờ nói lời ngọt ngào này với em thiệt luôn á. Em không hiểu lý do tại sao nữa. Mà giờ hỏi thêm một câu nữa nè. Ví dụ như bây giờ em thả thính với một người nữa, rồi em phải có cái sự chọn lựa, mà ở đây không ai ép em hết, chọn lựa bằng trái tim. Em nghĩ là em sẽ chọn vợ em hay là chọn cái cô đó? Em sẽ chọn vợ. Tại vì vợ là cực kỳ tâm lý. Từ lúc mà hai đứa mà quen nhau tới lúc mà tới bây giờ luôn, cũng được là 5 năm. Tại vì em biết sao không? Có những cái tính cách á, nó gọi là một cái bản năng mà nó thành như là hạ ý thức á. Em hiểu không? Tức là nhiều khi người ta không muốn đâu, nhưng mà nó gần như nó là một cái phản ứng mà hạ ý thức luôn. Dạ em hiểu cảm giác đó. Đúng không? Đúng không em? Em thấy ông xã em hay bị gì hoài. Có. Đúng không? Thì thành ra là nhiều khi chồng em không muốn. Đúng. Nhưng mà nó bị như vậy đó. Rồi sau khi mà mình làm rồi mình mới thấy, ủa sao, tại sao mình lại như vậy? Tại sao mình lại như thế? Đúng rồi chị. Cái đó nó là bệnh á. Thì cái việc của em á là cái việc gì? Phải là chận từ lúc đầu. Mình phải xác định rõ ràng chồng mình, nếu cái việc mà anh Hoa bay bướm ở ngoài cái thả thính nó là thật, mình mới sợ. Còn cái này á, nó không phải là thật.
cái đó là ảo, em hiểu không? Thì em phải bộc lộ tất cả những cái cảm xúc của em cho chồng em biết, em không đồng ý như vậy, em phải chặt từ từ, em không có chịu đựng cái đó đó, mà em phải là người sát cánh bên chồng em, hỗ trợ cho chồng em để từ từ bỏ cái đó đi. Em hiểu ý chị không? Đó, cho nên tại sao chị mới hỏi hoài là nếu cho em lựa chọn thì em sẽ lựa chọn ai, cuối cùng vẫn đáp số vẫn là em. Thì bây giờ sau đây là chị nghĩ như vậy nè, em phải sát cánh bên chồng em để từ từ dẹp bớt tất cả những cái đó đi. Hai em hả? Em dạ. Nếu mà vợ em hỗ trợ thì dạ. Em cũng nên bỏ. Chắc từ từ em đi. Phải, em bỏ phải đi tập ha. Cho nó hết. Tập đi. Và thậm chí nếu mà được hứa với vợ một lời gì hứa để vợ an tâm, để mà còn sát cánh với em nữa, chữa cái bệnh này. Đúng rồi, hứa chương trình nha. Nghĩ là hứa chương trình, hứa với mọi người đi, không trốn được. Em cũng tập nói những lời hoa mỹ với vợ em đi. Sau chương trình này thì em sẽ là chú ý đến cảm xúc của vợ hơn. Để ý nhiều hơn vợ muốn gì và cần gì, và sửa lại cái tật xấu của em. Thì hai vợ chồng thì sẽ chắc ở tới chết. Đúng là thật lòng đúng không? Chắc là sẽ ở tới chết. Ví dụ như hoa mỹ là sẽ ở với nhau tới ngày răng long đầu bạc, sẽ đến ngày cuối đời, sẽ ở với nhau tới chết đó. Còn... rất thật luôn. Anh hy vọng rằng là lời hứa của em sẽ thực hiện được, và hai vợ chồng sẽ cùng đi đến nhau đến trọn đời trọn kiếp. Dạ, nghe đó, hoa mỹ đó, cái này là bạn đó, 2 trong 1, 3, 4 và sẽ đó. Có một thiên thần xinh đẹp kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình. Dạ, đó giờ làm gì đi, tụi tôi không có dòm đâu. Hùng đi đi đó, đó. Làm gì đi cho vợ xem sướng hạnh phúc rồi. Không em đi đó. Đó rồi, rồi xin chào hai em.